Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Bão số 3 đã mạnh lên cấp cuồng phong. Trưa 4 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát bản tin cập nhật mới nhất về cơn bão số 3, tên quốc tế Yagi. Theo đó, đến 10 giờ trưa nay, bão số 3 đã mạnh lên cấp cuồng phong cấp 12, 118 đến 133 km/h, giật cấp 15. Thời điểm này, tâm bão đang ở vào khoảng 19,0 độ vĩ bắc, 117,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 730 km về phía đông. Bão di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc khoảng 10 km/h. Dự báo từ nay đến 10 giờ trưa ngày mai, 5 tháng 9, cuồng phong bão số 3 vẫn tiếp tục mạnh lên, đạt cấp độ 13 đến 14, giật cấp 17 khi còn cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 470 km về phía đông. Đến ngày 6 tháng 9, bão số 3 ở thời điểm mạnh nhất với cường độ dự báo lên cấp 14-15, giật cấp 17, sát với cấp siêu bão là cấp 16. Toàn bộ vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông đều được nâng cấp độ rủi ro thiên tai lên cấp 4. Đến khoảng sáng ngày 7 tháng 9, bão số 3 đi vào Vịnh Bắc Bộ. Khi vào Vịnh Bắc Bộ, bão vẫn giữ cấp độ 12 đến 13, giật cấp 16. Dự báo do tác động của bão số 3, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9 đến 11. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 đến 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Từ ngày 5 đến 6 tháng 9, bão số 3 tiếp tục tăng cường độ, gió mạnh có thể đạt tới cấp 15, giật trên cấp 17 ở vùng gần tâm bão. Trong 24 giờ tới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 5,0 đến 7,0m, vùng gần tâm bão 7,0 đến 9,0m. Từ ngày 5 đến 6 tháng 9, có thể tăng dần lên 9 đến 11,0m. Biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh sóng lớn. Trước diễn biến khôn lường của bão số 3, chiều nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỏa tốc tổ chức cuộc họp với thành phần tham gia là các bộ ngành và địa phương liên quan để bàn về các giải pháp ứng phó với bão. Theo đánh giá của các chuyên gia khí tượng, bão số 3 là một trong những cơn bão mạnh nhất năm 2024 hoạt động trên Biển Đông. Trong 8 năm qua, chưa ghi nhận cơn bão mạnh nào đổ bộ trực tiếp vào khu vực Bắc Bộ kể từ sau bão số 1 Mirine năm 2016. Bão số 3 hoành hành ở Bắc Biển Đông, đảo Phú Quý, gió giật cấp 8. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 730 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 118 đến 133 km/h, giật cấp 15, di chuyển theo hướng tây tây bắc khoảng 10 km/h. Dự báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, cường độ tiếp tục giảm dần. Do ảnh hưởng của bão số 3 ở đảo Phú Quý đã có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Ngày và đêm nay, ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, 9, sóng cao 1,5 đến 2,5m. Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngày và đêm mai 5 tháng 9, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 14, giật cấp 17, biển động dữ dội, sóng biển có thể tăng lên 9 đến 11m. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9,
biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Theo dự báo bão, mới nhất ngày 4 tháng 9 của Trung tâm Cảnh báo bão Liên hợp GTWC của Không quân và Hải quân Mỹ, bão Yagi đang di chuyển trên Biển Đông và môi trường hiện tại rất thuận lợi cho bão mạnh lên. Dự kiến, bão đổ bộ đảo Hải Nam của Trung Quốc, sau đó qua eo biển Hải Nam và tiến vào khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ. Lần đổ bộ tiếp theo của bão Yagi được GTWC dự báo là gần Hải Phòng, Việt Nam. Sau đó, cơn bão sẽ di chuyển nhanh vào đất liền, tiến gần tới biên giới Lào. Khi bão Yagi giật cấp 17, có khả năng đánh chìm tàu lớn trên biển. Bão Yagi có thể đạt cường độ cực đại cấp 14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 7 đến 9 mét, có khả năng đánh chìm tàu tải trọng lớn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 19 giờ ngày 3 tháng 9, bão Yagi mạnh cấp 10, sức gió mạnh nhất 102 km/h, giật cấp 12 và đang trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Ông Vũ Anh Tuấn, Phó phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão Yagi sau khi vào Biển Đông đã đổi sang hướng Tây, di chuyển chậm lại, cường độ bão bắt đầu tăng dần. Bão Yagi dự báo sẽ mạnh lên đáng kể khi di chuyển sâu vào Biển Đông, đạt đỉnh cấp 14, giật cấp 17 vào ngày 6 tháng 9 ở Bắc Biển Đông. Với cường độ này, bão sẽ gây ra những thiệt hại nặng nề và nguy cơ đe dọa đến tính mạng, tài sản của người dân, công trình, hạ tầng, cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 4. Theo ông Tuấn, bão Yagi có 3 đặc điểm. Trước hết, bão liên tục tăng cấp, tính từ khi vào Biển Đông đến lúc đạt cực đại tăng khoảng 6 cấp, phạm vi ảnh hưởng của cơn bão rất rộng và cường độ của bão cũng không ngừng tăng lên. Điều này thể hiện rõ nhất ở vùng nguy hiểm do bão gây ra, mở rộng theo hướng di chuyển của bão. Những ổ mây dông mạnh có khả năng xuất hiện trước ảnh hưởng của cơn bão, có khả năng gây ra lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển, ông Tuấn nói. Theo đại diện cơ quan khí tượng, trong 24 giờ tới, bão sẽ di chuyển ổn định theo hướng Tây với tốc độ từ 10 đến 15 km/h. Tuy nhiên, từ chiều 6 tháng 9, quỹ đạo di chuyển của bão có thể thay đổi. Nếu bão đi lên phía bắc khu vực Bắc đảo Hải Nam, Trung Quốc, thì đêm ngày 6, rạng sáng ngày 7 tháng 9, bão có khả năng vào Bắc Vịnh Bắc Bộ, sau đó bão sẽ vào miền Bắc. Nếu chiều 6 tháng 9, bão đổi hướng Tây Nam, đi vòng phía Nam đảo Hải Nam rồi vào Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng mưa lớn sẽ mở rộng ra cả Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Các cơ quan khí tượng của Nhật Bản, Hồng Kông và Hải quân Hoa Kỳ đều dự báo bão sẽ đi theo hướng Bắc qua đảo Hải Nam. Cụ thể, bão được dự báo sẽ có sức gió mạnh nhất lên tới 180 km/h theo đài Nhật Bản, 167 km/h đài Hải quân Hoa Kỳ và 165 km/h theo đài Hồng Kông, khi đi qua đảo Hải Nam và giảm xuống còn 130 km/h khi gần vùng biển Quảng Ninh. Ông Tuấn cảnh báo bên cạnh gió mạnh, sóng biển có thể cao tới 7-9 mét, đe dọa nghiêm trọng đến tàu thuyền hoạt động trên biển. Thậm chí, những con tàu lớn cũng có nguy cơ bị nhấn chìm. Khi vào đất liền, hoàn lưu bão rộng sẽ gây gió giật mạnh trên diện rộng dọc ven biển các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt nghiêm trọng ở các đô thị. Công điện của Thủ tướng gửi hầu hết tỉnh, thành miền Bắc, Thanh Hóa, Quảng Ngãi sáng 3 tháng 9 đánh giá bão Yagi khả năng cao ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Do đó, các tỉnh thành cần kiểm đếm, ra soát tàu thuyền, chủ động phương án cấm biển. Trên đất liền, các địa phương tổ chức sơ tán người dân khỏi các nhà yếu, khu vực có nguy cơ ngập sâu. Các tỉnh, thành miền núi được yêu cầu di dời, sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn hồ chứa, giao thông và sẵn sàng phương tiện cứu hộ khi có yêu cầu. Các Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải, Công thương theo chức năng quản lý triển khai các biện pháp ứng phó. Từ đầu năm, Biển Đông có hai cơn bão, trong đó bão Brapiron vào Quảng Ninh ngày 23 tháng 7 gây mưa lớn cho hầu hết miền Bắc, làm 14 người chết, 5 người mất tích tại thành phố Hà Nội, Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên, Bắc Giang. Bão Yagi tăng cấp, khả năng ảnh hưởng toàn miền Bắc. Công điện của Thủ tướng gửi hầu hết tỉnh, thành miền Bắc, Thanh Hóa, Quảng Ngãi sáng 3 tháng 9 đánh giá bão Yagi khả năng rất cao, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta. Thủ tướng yêu cầu các tỉnh ven biển tổ chức kiểm đếm, ra soát tàu thuyền, dựa trên tình hình thực tế chủ động phương án cấm biển. Trên đất liền, các địa phương tổ chức sơ tán người dân khỏi các nhà yếu, khu vực có nguy cơ ngập sâu. Các tỉnh, thành miền núi được yêu cầu di dời, sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn hồ chứa, giao thông và sẵn sàng phương tiện cứu hộ khi có yêu cầu. Các Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải, Công thương theo chức năng quản lý triển khai các biện pháp ứng phó. Từ đầu năm, Biển Đông có hai cơn bão, trong đó bão Brapiron vào Quảng Ninh ngày 23 tháng 7 gây mưa lớn cho hầu hết miền Bắc, làm 14 người chết, 5 người mất tích tại thành phố Hà Nội, Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên, Bắc Giang.
lãnh đạo Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo dõi sát tình hình bão lũ, phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan kịp thời phương án bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin kịp thời về diễn biến bão, mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để các cơ quan liên quan và người dân biết chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Công an chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn rà soát phương án ứng phó, chủ động tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương ứng phó với bão lũ, sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn. Bộ trưởng các bộ Giao thông Vận tải, Công thương và các bộ ngành có liên quan theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công, chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương triển khai công tác bảo đảm an toàn các hoạt động dầu khí trên biển, khai thác khoáng sản và hệ thống lưới điện, vận hành đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện, đảm bảo an toàn giao thông theo quy định. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các bộ ngành địa phương triển khai công điện này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!